Thưa quý vị, vào cuối năm nay thì sẽ có hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc sẽ hết hạn và sang đầu năm 2023 thì sẽ tiếp tục có hơn 3.000 giấy hết hạn. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ thiếu thuốc vào năm sau. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng đã khẳng định thực trạng này sẽ dai dẳng nếu chúng ta không nhanh chóng sửa đổi luật dược. Để giải quyết ngay nguy cơ này thì ngoài việc sửa đổi luật dược, các chuyên gia cũng đề xuất là cần tiếp tục duy trì hiệu lực của Nghị quyết 12 cho đến khi luật dược sửa đổi được ban hành và có hiệu lực. Thời gian qua thì tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế đã diễn ra nghiêm trọng trên toàn quốc. Ngoài nguyên nhân từ chậm gia hạn giấy đăng ký thuốc và ảnh hưởng từ đại dịch 2 năm qua, khó khăn trong quy trình đấu thầu, mua sắm thuốc và vật tư y tế cũng đã tác động lớn đến nguồn cung thuốc.